Ok, xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã đến với video của Hoàng ngày hôm nay kênh Hoàng Tất Investment Thì với những ai mà cho xem cái kênh này đầu thì chúng ta hãy đăng ký cái kênh và chúng ta mở cái chuông thông báo để có được những video sát nhất của Hoàng về cái thị trường chứng khoán đúng không ạ? Ok, thì quay lại một câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau sẽ cùng Hoàng tổng kết lại một chút về cái diễn biến thị trường phiên ngày 17 tháng 6 2021 đúng không ạ? Một phiên đáo hạn phái sinh và như bình thường là chỉ số của chúng ta nó diễn biến là theo hoàng là hoàn toàn tích cực khi mà vn30 uh, index giảm giảm ở đây và vn30 và uh, vn index nó lại tăng ở đây thì uh, việc giảm như thế này là do các cái cổ phiếu nó bị đạp trụ đặc biệt là dòng họ vin nên chị thấy ở đây đúng không vincom, vik, là hai ba cái cổ phiếu bị đạp đúng không ạ chiều ngược lại là các cổ phiếu thuộc nhóm uh, chu kỳ và ngân hàng nó có sự bật dậy ở đây thì nhìn chung thì uh, thì trên thị trường rất nhiều anh chị nhà đầu tư của chúng ta đang lo sợ cái mô hình là hai đỉnh đúng không ạ cái mô hình hai đỉnh thì rất nhiều nhà tư họ họ lo sợ tuy nhiên cái việc này thì tí nữa hoàng sẽ đánh giá cho anh chị trên cái quan điểm cá nhân của hoàng về cái mô hình hai đỉnh có cái mô hình hai đỉnh hay không thị trường đã tạo đỉnh hay chưa đúng không ạ ok thì thì chúng ta cũng đã biết là với cái sự vận động của cái thị trường thì như video hôm qua hoàng cũng đã nói đúng không ạ chúng ta phải chấp nhận rằng một điều là dầu khí là nó xuyên suốt là nó nó dẫn sóng cả cả nửa tháng nay rồi và nghĩ rằng nó sẽ tiếp tục tiếp tục là một là những cái cổ phiếu dẫn sóng tiếp đây anh chị thấy là các cái cổ phiếu dầu khí đúng không? hôm qua hôm qua nó điều chỉnh nhẹ thì hôm nay nó đã xanh hết ở đây và nó vào hoàng để ý, buổi sáng đúng không? thì nó đỏ nhưng mà nhưng mà chỉ sau là 9 giờ 9 giờ 30 gần 10 giờ thì nó đã xanh hết toàn bộ các cái cổ phiếu về dầu khí này thì là đó là những cái cổ phiếu mà nó mang tính là định hướng thị trường, nó nhận nhất thị trường. Giống như giai đoạn này Hoàng liên tục nói các cái cổ phiếu là mang tính chu kỳ đúng không ạ? Chu kỳ sau những cái đại dịch là là những cái cổ phiếu chu kỳ thường thường nó nó lên ngôi. À, thì uh, thị trường chứng khoán là nơi chúng ta kỳ vọng đúng không ạ? À, khi mà những cái đấy nó hiện rõ rồi thì uh, những cái hiện cái đấy hiện rõ ở ngoài, ngoài hiện thực đúng không ạ? À, thì tất cả là gì? Nó đã biểu hiện trên nó là diễn biến trên cái biểu đồ kỹ thuật hết rồi đúng không ạ tất cả đều đã phản ánh và ra giá hết rồi vì vậy cái việc chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng phải là dự đoán được cái kỳ vọng của cái ngành tương lai nó như thế nào thì bản thân hoàng đã nói với anh chị rất là nhiều chúng ta chúng ta đã ôm dầu khí từ từ tháng 1 bây giờ bây giờ đến bây giờ đúng không ạ thì à, ôm dầu khí từ ngày 1 tháng 6 đúng không ạ cuối tháng 5 đầu tháng 6 đến bây giờ thì chúng ta đã có được những cái khoản lãi là đến 20 phần trăm BVT đúng không ạ Ok thì uh, những cái cổ phiếu thuộc tính chu kỳ thì hôm nay chúng ta cũng đã biết là nó giữ được cái sắc xanh cũng như là là nó nó buổi sáng thì nó không có giảm mạnh lắm đúng không nhưng mà nó lấy lại sắc nhanh vào buổi sáng nó rất là nhanh như là các cái cổ phiếu về dầu khí nè càng biển GMADES nè rồi HAH nè rồi rồi các cái cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp đúng không ạ anh chị ở đây thì dòng ngân hàng thì hôm nay vào gần phiên buổi trưa đúng không ạ cái thúc phiên buổi trưa thì nó lấy lại sắc xanh nhìn chung thì các cái cổ phiếu về dòng ngân hàng các cái cổ phiếu về dòng ngân hàng như CTG nhìn chung là nó đã tạo nó là xong cái quá trình điều chỉnh thành công và nó tạo hai hai cái đáy ở đây tuy nhiên cái việc nó phục hồi phục hồi lên và vượt đỉnh thì cái đó là là cái câu chuyện khác đúng không ạ hoàng nhận định dòng ngân hàng nó là kết thúc cái sự điều chỉnh ở đây Tuy nhiên cái việc mà nó lên hay không là cái câu chuyện khác. Hoàng nghĩ rằng dòng ngân hàng trời tiếp tục tăng tăng giảm nhẹ sai quay trong cái vùng này. Tất cả cái cổ phiếu đúng không ạ? Tất cả cái cổ phiếu quay trong cái vùng này thì Hoàng nghĩ rằng trong một hai tuần tới thì thì rất có khả năng thì dòng ngân hàng nó nó sẽ quay lại dòng ngân hàng vào khoảng là cuối tháng 6 thì dòng ngân hàng nó sẽ quay lại diện nhất thị trường của chúng ta. À, nhìn chung thì để chỉ số để chỉ số VN Index của chúng ta vượt đỉnh hay không thì nó lại phải nhờ các cái cổ phiếu về ngân hàng bởi vì hoàng đã nói rất nói với anh chị rất là nhiều đúng không ạ các cái cổ phiếu ngân hàng là các cái cổ phiếu mà nó thuộc về tăng trưởng và nó, và cái vốn hóa của nó rất là lớn đúng không ạ và nó cái mang cái tâm lý rất là nhiều đúng không? các cái dòng ngân hàng nó xanh thì nó mang cái tâm lý là tích cực rất là rất là tích cực đến các cái cổ phiếu khác và nó đồng thời nó đẩy thị trường lên vì vậy cái dòng ngân hàng thì nó sẽ để chỉ số VN của chúng ta vượt 1.400 thì nó sẽ cần cái dòng ngân hàng này đúng không ạ à, về cái việc mà chỉ số của thị trường à, như rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường nói là mô hình hai đỉnh nhưng mà theo cái quan điểm của Hoàng thì nó là hoàn toàn khác hoàn toàn khác đúng không ạ nó sẽ không Hoàng nghĩ rằng nó sẽ không giống như giai đoạn này giai đoạn này thì nó chẳng có cái cổ phiếu nào nó nó thuộc dẫn dắt hết đúng không ạ và chúng ta thấy là đồng loạt là các cái cổ phiếu nó đều giảm nhưng mà giai đoạn này thì chúng ta cũng đã thấy là các cái dòng dẫn dắt các cái cổ phiếu về chu kỳ dầu khí cạn biển bất động sản đúng không ạ thì nó nó cứ có có cái sự dòng tiền nó vào và nó giữ được cái sắc xanh cả mấy cái phiên giảm điểm của vn index đúng không ạ à, giống như phiên hôm qua chúng ta thấy là dòng ngân hàng nó giảm nhưng mà các cái dòng này nó vẫn xanh thì đó nhìn tổng quan về cái thị trường như vậy thì chúng ta nhận thấy đây là cái sự luân chuyển cái dòng tiền đúng không ạ từ các cái cổ phiếu ngân hàng sang các các cổ phiếu thuộc mang tính chu kỳ Uh, mikcap uh, các cổ phiếu vốn hóa chung vừa và nhỏ thì hoàn đánh giá là, là nó hoàn toàn bình thường và nó sẽ không giống như giai đoạn này giai đoạn này để các cổ phiếu đồng loạt giảm đúng không ạ còn về việc cái chỉ số thì hoàng nghĩ hoàng nghĩ là nó vẫn là sai quay chúng ta phải chấp nhận rằng đúng không ạ như hoàng đã nói rất nhiều trong các video từ đầu, đầu tuần đúng không ạ thì chúng ta phải chấp nhận rằng chỉ số đúng không ạ sẽ không vượt được cái vùng đỉnh của nó là một nghìn cái vùng đỉnh này và nó vẫn là sai quay trong cái biên siết chặt là 1320 cộng trừ 2 đến 1.360 cộng trừ 5 thì nó vẫn là sai quay trong cái trong cái biên này đúng không ạ à, về cái việc mà nó sai quay như vậy càng lâu thì 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 hoàn nghĩa là càng tích cực à, trong cái room vip luxury của Hoàng thì nắm rất nhiều các cái cổ phiếu thuộc cái tính chu kỳ đặc biệt là dầu khí cảng biển này bất động sản khu công nghiệp này đúng không ạ à, thì à, thì mặc dù thị trường nó sai quay nhưng hoàng vẫn đánh giá vẫn đánh giá rằng một điều anh chị cứ yên tâm bởi vì thị trường nó có tăng hay không hay là nó sai quay ấy, thì các cái cổ phiếu mang tính chu kỳ này như là dầu khí cảng biển hay bất động sản khu công nghiệp thì nó vẫn tăng thôi anh chị cứ yên tâm đúng không ạ còn các cái cổ phiếu ngân hàng thì nó hoàn rằng nó vẫn xanh xanh nó trứng lại ở đây và nó đi trong cái biên biên sai quay để nó tích lũy lại à, nó test cung cầu thì lúc đó thì nó mới tham gia đồng loạt nó đóng góp để cái chỉ số VN Index của chúng ta tăng lên 1.400 đúng không ạ? Chúng ta để ý cái giai đoạn những cái giai đoạn mờ mà chỉ số nó điều chỉnh như vậy thì nó sẽ cần những cái khoảng thời gian nó tích lũy đủ dài để nó đánh vượt đỉnh đúng không ạ đây giai đoạn này nhưng chị thấy giai đoạn này là một này giai đoạn này là hai này đúng không ạ à, đúng không ạ chúng ta thấy là điều chỉnh càng ít đúng không ạ thì cái 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 vùng tích lũy nó càng ít đúng không ạ đây chị thấy giai đoạn này nó 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 giảm điểm thì nó chỉ có hai cây ba cây thôi và cái nó đi lên nó tích lũy ở đây nó là rất là ít đúng không ạ khoảng là khoảng là chục phiên là nó đánh tiếp đúng không ạ thì giai đoạn này thì hoàn nghĩa rằng nó vẫn là tích lũy cái vùng này à, tuy nhiên là là sớm thôi sớm là sẽ thoát lại thoát khỏi cái vùng này thôi và đánh lên một nghìn bốn thì lúc đó sẽ có sự tham gia cổ phiếu vào uh, sự đóng góp của các cổ phiếu về ngân hàng đúng không ạ ok thì à, về mặt bằng chỉ số là vậy vẫn là biên à, Sideway sideways siết chặt nhìn nhá như thế này nhưng mà anh chị cứ cầm các cái cổ phiếu chu kỳ chúng ta cứ yên tâm sideways hay tăng điểm thì các cái cổ phiếu mang tính chu kỳ này thì hoàng vẫn đánh giá là nó vẫn sẽ tăng thôi anh chị cứ cứ yên tâm đúng không ạ ok về hôm nay là một cái phiên đáo hạn phái sinh cũng không có diễn biến gì mà nó rung lắc quá là mạnh đúng không ạ Ngày mai thì là một cái phiên cơ cấu của ý thì anh chị cũng phải cần cần lưu ý Tuy nhiên mà cái việc mà bây giờ À, cái quan trọng là chúng ta cầm cái những cái cổ phiếu nào đúng không ạ việc lựa chọn cổ phiếu bây bây giờ là quan trọng à, thì hôm nay chúng ta sẽ điểm nhanh qua một chút về các cái cổ phiếu ngân hàng đi để chúng ta điểm nhanh qua CTG đúng không ạ Techcombank Techcombank của, của vậy anh chị để ý này sau những cái phiên điều chỉnh này nó đi lên nhưng mà cái lực cầu nó không đủ đúng không ạ anh chị thấy là cái khối lượng lực, lực cầu lên nó không đủ vì vậy nó sẽ có những nhịp rơi và nó tạo cái vùng hai đáy chắc chắn như thế này thì vì Techcombank nó cũng sẽ đi lên mà nó tích lũy cái vùng này trước khi mà nó đánh cái vượt đỉnh à, nhìn chung thì các cổ phiếu hàng là y chang như vậy như VIDB nhìn chung là các cái cổ phiếu này diễn biến những cái biểu đồ là là giống nhau đúng không ạ đây anh chị thấy VIB cũng vậy VIB đúng không ạ tuy nhiên những cái cổ phiếu này anh chị mua tích trữ để chúng ta nắm giữ dài khoảng 3 đến 6 tháng thì nó khá là tốt cho cho anh chị nhà đầu tư VIB này ACB đúng không ạ ACB 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 cũng vậy tuy nhiên cái việc điều chỉnh điều chỉnh hai đáy thì nó không xảy ra và nó tích lũy ngay cái vùng này luôn và hôm nay là một cái phiên test test được cùng đúng không ạ À, đấy là những cái cổ phiếu ngân hàng hay là liên việt này liên việt liên việt đúng không ạ liên việt cũng vậy đúng không ạ nó có sự điều chỉnh ở đây các cổ phiếu ngân hàng nhìn chung là có sự điều chỉnh cái dòng tiền nó chưa đủ này chưa đủ này nó sẽ cần cái những cái phiên tích lũy ở đây tích lũy ở đây ok để hoàng xem qua những cái gì nữa cho anh chị à, cổ phiếu ngân hàng đúng không ạ SHB đúng không? SHB là một cổ phiếu mà chúng ta sẽ không áp dụng được cái việc mà chúng ta phân tích kỹ thuật ở đây. Đúng không? Tuy nhiên về việc S&P thì uh, trong cái room VIP luxury của Hoàng nắm khá là nhiều và hoàng nghĩ là uh, cái mục tiêu nó hướng tới là cái vùng 36 này uh, đánh vượt đỉnh này. Nên đây là một cái cổ phiếu thuộc dạng là bo cung, bo cung là họ là đội lái nhá, đội lái kiểm soát cung và cái việc nó đánh lên hay không là nhờ đội lái đúng không ạ? Chúng ta sẽ không chúng ta sẽ không phân tích được đối với những cái cổ phiếu loại này. À, đúng không ạ? À, anh chị chúng ta biết tin thì chúng ta chúng ta đánh thôi đúng không ạ? vibăng này vibăng hôm nay cũng có sự điều chỉnh ra tay à, 3 triệu à, hoàn toàn bình thường thôi Nếu chúng ta nắm giữ dài thì hoàn toàn bình thường và chúng ta có thể tham gia mua cái vùng này đúng không? các cái cổ phiếu về dầu khí này như bvt này bvt nhìn chung là nó nó điều chỉnh nó trưởng lại là hoàn toàn bình thường đúng không ạ à, mở cái vốn nhỏ như này nó cũng hôm nay nó vẫn là sắc xanh là hoàn toàn bình thường đúng không ạ bvt à, hay là BVD nhìn chung là các cái cổ phiếu các cổ phiếu dầu khí như bvt bsr này thì nó sẽ không còn những cái điểm mua cho anh chị nhà đầu tư của chúng ta BSR này đúng không ạ chúng ta thấy là hôm nay một phiên tích cực tạo một cái nến rút chân đây là một gọi là nếu mà chúng ta thuần phân tích kỹ thuật VSA đúng không ạ à, Hoàng không nhớ tên mà chỉ biết là VSA hay VBA gì đó đúng không ạ thì đây là những cái phiên test test cùng thì hoàn toàn trên cái xu hướng lên thì hoàn toàn là những cái phiên là tích cực tích cực và nghĩ là cái xu hướng tiếp tục của dầu khí nó vẫn là tăng tiếp BSR này BVS BVS thì chạy một mạch từ đây đến đây rồi đúng không ạ anh chị thấy chạy được mạch một mạch đây. và những cái phiên điều chỉnh như thế này thì sắp tới thì hoàng nghĩ rằng nó sẽ vượt đỉnh là bình thường nhưng mà hiện tại thì nó đóng trên cái vùng 30 này 30 hôm nay đóng đến 30 là một điều tuyệt vời đối với cổ phiếu BVS này BVC đúng không ạ BVC là một cổ phiếu mà thủ nhận Benny tuy nhiên cái việc mà nó tăng hay chưa thì nó chưa mà nó mà là tích lũy nó test cùng vùng này và nghĩ rằng nếu mà vượt 12.5 thì nó bước tôi sẽ bước sang cái xu hướng mới là xu hướng tăng giá tăng giá anh chị chú ý cái vùng 12.5 nhưng mà phải là đóng nến nhá 12.5 đóng đến ngày. BVD đúng không ạ? BVD, một cái phía tại BVT, BVD đúng không ạ? Chúng ta thấy là những cái giai đoạn trước là những cái có một cái phiên sàn là do những cái thông tin là tiêu cực từ cái kinh doanh đúng không ạ? Tuy nhiên cái việc đấy là hoàn toàn bình thường khi mà kinh doanh mà chúng ta gặp những cái trục trặc hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên bên kia nó họ phá sản nhưng mà họ sẽ bán những cái tài sản của họ và họ để bù cho BVD. BVD thì sẽ thu lại khoảng bao nhiêu phần trăm đấy thôi. Các bạn nghĩ là nó cũng mất cũng ít thôi, không có vấn đề gì cả đây. Nhìn chung là BVD thì hiện tại là những cái diễn biến tích cực. Nhìn chung thì các cái cổ phiếu dầu khí thì hoàng nghĩ mỗi là BVD, là BVC thì vẫn còn điểm mua, điểm mua thôi. Tuy nhiên này cái việc mua thì anh chị phải chấp nhận rủi ro bởi vì nó đã tăng một mạch từ cái vùng đáy đúng không ạ? À, à, chúng ta điểm nhanh qua một chút về các cổ phiếu bất động sản không như thì IDC này IDC hôm nay cũng là một fintech cung hoàn toàn là tích cực à, anh chị có hàng thì chúng ta cứ nắm thôi nhìn chung thì à, nó đã là tích lũy ở đây cũng một khoảng thời gian nó khá là khá là dài và nó cần đánh bật khỏi cái vùng này thì nó sẽ bước ra một xuống xuống đánh mới đúng không ạ IDC C các ITA đúng không? ITA là một cái cổ phiếu mà thuộc dạng penny. Tuy nhiên cái việc mà nó công phá ngay cái vùng 8 này thì nó nó đóng nến trên cái vùng 8 này thì nó đã mở ra cho anh chị một cái xu hướng tăng giá mới. Vì vậy em chỉ cầm hàng là anh chị trong room VIP luxury đúng không ạ? Liên tục chúng ta đã mua ATO từ cái vùng 7 và liên tục phiên hôm qua hôm nay chúng ta gia tăng ở tại cái vùng 8 như này. Vùng 8 nhá thì anh chị cứ yên tâm chúng ta nắm giữ thôi thì nó sắp tới nó sẽ bước sang một cái xu hướng là tăng giá mới và nó sẽ rất có khả năng là nó sẽ lên cái vùng 9 vùng 10 này quay lại cái đỉnh cũ này là hoàn toàn bình thường anh chị phải chú ý cho hàng cổ phiếu ETA này chúng ta có hàng chúng ta chúng ta cứ giữ thôi còn có việc chiều mua thì anh chị sẽ phải cân nhắc những cái rủi ro của mình nhá ETA ETA Yemenet là một cổ phiếu phải nói là cực kỳ tích cực hoàn là cho anh chị mua khá là lâu và bây giờ thì chúng ta cũng nhìn chung thì anh chị đã lãi đã lãi đúng không ạ? Ít nhất là 10% đúng không ạ? Anh chị thì nhìn chung là chúng ta đã lãi ít nhất 10% đối với cổ phiếu Yemenet này thì xin chúc mừng anh chị, chúng ta có hàng thì chúng ta chúng ta có thể canh chốt quanh cái vùng bố này, tại vùng bố này là một cái kháng cự thứ nhất đúng không ạ? Và khi mà thì chúng ta có thể là nếu mà chúng ta ngại được đạt được cái kỳ vọng thì anh chị có thể chốt một phần 2, 1 phần 2 nhé, tại cái vùng bố này và chúng ta đợi để 50 50 hàng còn lại chạy nốt đến cái vùng 48 49 thì anh chị hoàn toàn có thể dùng dùng cái cách này nhá để chúng ta bảo toàn cái lợi nhuận lợi nhuận của mình tránh những cái trường hợp xấu đúng không ạ Ok thì hôm đã tổng quan qua một chút về những cái cổ phiếu à, đất xanh đúng không ạ à, đất xanh à, hôm nay nói sơ qua đất xanh đi rất những anh chị nào trong cái room Hoàng Tuyết Lăn đúng không ạ? Cộng đồng, cộng đồng hay là room VIP thì Hoàng cũng đã nói với anh chị nếu chúng ta hôm hôm bữa ông nào mà bắt 20 triệu cổ phiếu giá nó giá sàn như thế này thì nhìn chung về thì chúng ta cắt lỗ hết đúng không ạ? Như mà Hoàng nói hôm nay là chính xác đúng không ạ? Chúng về về chúng ta cắt lỗ hết. Về cái cổ phiếu này thì chúng ta không sẽ không đánh được bởi vì chúng ta để ý là cái yếu tố thứ nhất này à, 2020 đúng không ạ? À, về cái phân tích cơ bản đúng không ạ 2020 đúng không ạ họ báo cáo là lỗ đúng không ạ tuy nhiên Tuy nhiên cái việc uh, dự án này uh, game Skyworld dưới Long thành đúng không ạ, một dự án lớn nhất của đất xanh uh, thời gian đấy đúng không ạ, uh, họ rót tiền vào rất là nhiều. Thì lúc đó Hoàng có làm một cái bài phân tích, phân tích trên cái Facebook á thì uh, về cái lợi nhuận mà nó chưa cộng vào từ cái dự án này. Uh, tuy nhiên cái việc mà khi mà Hoàng quý 1 nó ra cái lợi nhuận nó cộng vào như vậy thì cái cổ phiếu đất xanh này nó tăng không có mạnh. Và Hoàng uh, nghĩ rằng một điều, nếu mà tăng cái yếu tố tốt nhất mà nó tăng không mạnh như vậy thì cổ phiếu này sẽ không đánh được đúng không ạ và cái thị ô tố thứ hai là chúng ta thấy là 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 đất xanh họ IPO, đúng không ạ cái công ty con là DXS đúng không ạ thành công thành công phải nói là thành công đúng không ạ thì uh, thường thường những cái gì mà uh, IPO trên uh, ở ngoài uh, thành công đúng không ạ IBO thành công thì lên sàn thì nó sẽ rất khó thành công và chúng ta để ý là DXS đúng không ạ DXS Ipo thành công đúng không ạ các doanh nghiệp các cổ đông các chủ tịch công ty họ đã thu được họ đã thu được cái cái vốn rồi thì cái việc họ họ chẳng cần đánh lên đối với cổ phiếu DX DXG thì đúng không họ đã thu vốn từ cái bán công ty con là là IPO DXS rồi vì vậy cái việc mà như vậy với cái việc mà chúng ta thấy là liên tục giai đoạn này là xào nhấu xào nhấu những cái những cái thông tin e -shop, đúng không ạ thì nó rất là khó nó không trung thực à, với đối với ban lãnh đạo đúng không ạ thì thì chúng ta sẽ không đánh được cổ phiếu đất xanh này các bạn nhìn chung thì hoàng đã nói chị nào bắt 20 cổ thì hôm nay đúng không thì đúng thật là chúng ta phải cắt lỗ đúng không ạ cắt lỗ là cao thì đúng thật là bây giờ thì chúng ta cũng phải cắt lỗ đối với cổ phiếu đất xanh này đúng không ạ FLC đúng không FLC hiện tại hôm nay cũng đang tăng chậm và FLC thì hôm nay hoàng đã cho anh chị mua mua nhẹ ở cái vùng 13.8 đúng không thì bây giờ thì chúng ta cũng đã lại khoảng là là gần 7 phần đúng không ạ thì anh, anh chị cứ nắm giữ hàng thôi bởi vì T3 chúng ta chưa về mà chúng ta mới mua ngày hôm nay Rồi thì anh chị cứ yên tâm nắm giữ Ok thì tổng kết lại thì thì uh, thì uh, một điều là chỉ số của chúng ta uh, thì rất nhiều nhà đầu tư họ nghĩ rằng là mô hình hai điện như màu hàng nghĩ rằng nó không vậy nó không giống như đoạn này như đoạn này chỉ là sự lân chuyển của các cái cổ phiếu thôi sự lân chuyển của dòng tiền anh chị thấy là từ các cái cổ phiếu tăng trưởng trong tháng 5 các cổ phiếu về ngân hàng về sắt thép về chứng khoán đúng không ạ thì nó sự lân chuyển sang cái cổ phiếu thuộc tính chu kỳ sau những cái đại dịch người ta kỳ vọng vào các cái xu thế đúng không ạ cái xu thế cái nhu cầu rất là lớn thì các cổ phiếu chu kỳ dầu khí này cảng biển này à, bất động sản khu nghiệp thì anh chị thấy là đều tăng trong những cái phiên vừa đây mặc dù các cái cổ phiếu ngân hàng có sự điều chỉnh đúng không ạ thì đó là hoàn toàn là bình thường sự nó chuyển lòng tiền, lòng tiền nó sẽ không giống như sẽ không giống như trong cái tháng năm này và còn về thị trường thì anh chị thấy là sau những cái giai đoạn mà nó điều chỉnh giảm thì nó cần tích lũy đúng không ạ đây giảm cần tích lũy giảm cần tích lũy giảm càng nhiều thì cần tích lũy giảm càng nhiều thì tích lợi càng nhiều, giảm nhận ít thì tích lợi càng ít đúng không ạ? Thì anh nghĩ rằng chỉ số chúng ta vẫn là biên cái xe quay 1320 cộng trừ 2 đến 1360 cộng trừ 5 thì chỉ số vẫn quanh quanh vòng này. Và anh chị tập trung vào các cái cổ phiếu chu kỳ thì chúng ta cứ nắm giữ và thị trường tăng hay là điều hay là đi xe quay như vậy thì các cổ phiếu tính chu kỳ nó vẫn tăng về dòng ngân hàng thì nó đã tạo đáy xong rồi nhưng mà tăng hay không tăng lên hay không thì đó là cái câu chuyện khác nữa anh chị cùng chờ đó đúng không ạ OK thì uh, video của Hoàng ngày hôm nay là tổng kết sơ qua anh chị về cái thị trường chung thôi thì những anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu vào cái room uh, room cộng đồng hòn Tuyết Lam thì anh chị có thể là liên hệ cho Hoàng số điện thoại dưới phía dưới màn hình anh chị kéo video này lên Hoàng để cái đường link Zalo anh chị có thể bấm vào đó thì Hoàng sẽ add anh chị vô những cái group này và anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu vào cái room vip uh, cộng đồng uh, room vip luxury hay là không chát thì anh chị có thể đăng ký mở tài khoản VBS nhá trên trên này anh chị mở thì không cần ký hợp đồng đâu chỉ mở online thôi thì yêu cầu là vốn tối thiểu 50 triệu thì hoàn sẽ áp cho anh chị vào group VIP và chúng ta đóng một khoản phí nhỏ bằng 1 4 phí tháng nữa thì anh chị nào mà chúng ta không có nhu cầu mở tài khoản anh chị muốn test thử thì anh chị có thể là là đóng phí một tháng theo tháng nhé anh chị có thể đóng phí theo tháng có hai cách cho anh chị Ok thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều chúc các anh chị có một tối thật vui vẻ nếu chị thấy hay video này hay á, thì anh chị hãy share video và anh chị like cho hàng nhé ok cảm ơn cả nhà rất là nhiều chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ